Giờ là các bạn nha, chào bố quay trở lại kênh của Đặng Tín Audio. Tiếp tục các video. Ở video này bên Đặng Tín Audio sẽ xả kho thanh lý cho các bác hai đôi loa hàng bãi đến từ các thương hiệu khá nổi tiếng trên thị trường. Và em xin nói trước, đối với những hàng giảm giá này em cam kết các bác vẫn là hàng nguyên zin, hàng rất đẹp cho các bác. Đây là còn hai đôi cuối cùng của kho thì em xả cho các bác thôi. Đó là một đôi loa ở dưới, đây loa dưới là loa Audio Flan, trên là Audio King. Đây là một cái dòng loa có thể xuất thị trường, nó khá là phổ biến thị trường rồi. Đây là hàng bãi chính hãng. Các bác có thể tìm hiểu thị trường những dòng loa như thế này, các cửa hàng họ đang bán với giá là 3,6 triệu đến có lời bán 4 triệu. Nhưng hôm nay em sẽ xả kịch sàn cho các bác, giá chỉ còn 3 triệu một đôi. 3 triệu một đôi Audio Flan, 3 triệu một đôi Audio King, có đúng hai đôi thôi. Bác nào thực sự muốn sở hữu thì nghe tên là hàng, và các bác vui lòng là mua hàng loa bên em phải vui lòng đặt cọc trước em từ 1 đến 200 nghìn qua thẻ điện thoại hoặc tài khoản ngân hàng nhá. Rồi, các bác đang theo dõi video để lại cho em xin nút like nhá. Thì các bác cùng chiêm nghiệm qua nhá. Đây là những dòng loa rất nổi tiếng, thực sự rất nổi tiếng luôn. Đây, đầu tiên là dòng loa Audio Flan. Những cái dòng Audio Flan này không lạ lẫm gì cả mà, các bác nhá. Và đây là một model khá cao cấp luôn, vỏ sơn sần này. Nó sử dụng 1325, hàng em zin nhá. Hàng em bao zin các bác nhá. Và ba chép nó tạo ra một cộng hưởng như này, tiếng rất hay. Đấy, em xin nói luôn là trong cái tầm giá này không tội gì có phải đi mua những hàng Việt Nam gì cả. Em cam kết trong tầm giá 3 triệu này có không mua đâu một đô la nằm hàng mới nào được như chất âm của những bọn này. Đây là một điều khẳng định luôn. Trong tầm giá 3 triệu gần như các bác toàn mua phải hàng Việt Nam hết. Em nói luôn các bác như vậy nhá. Đây, bác nhìn này, hàng còn khá là đẹp. Còn vài cái viên xước nhỏ nhỏ này không để tránh đâu nhá, hàng bãi mà. Nhưng bác nhìn thùng quách này còn rất đẹp nhá. Và đây là dòng Audio King FK108. Con này khá là đắt luôn. Con này nó gọi là bí, Audio King quả bí. Nó sẽ sao sao quả bí là nó thiết kế rất là hay. Sẽ có 1, 2, 3 chép. Ở đây nó có một cái chép đằng sau này. Đây, có xem này. 1 này, 2 này, đây này một cái này. Và đằng sau nó có một cái chép nữa này. Thế nên là người ta gọi là đây là dòng loa Audio King của bí. Đấy, chất âm của hai đôi này là ngang nhau. Bác nào muốn sở hữu đôi nào thì cứ liên hệ cho em có số điện thoại nhá. Các bác nào muốn chốt là chốt nhanh nhá, không được các bác không giờ có cơ hội đâu. Vì em xin khẳng định các bác là khi đăng video lên rất nhiều các bác, rất nhiều các bác đã chờ đoán những dòng loa mà nó chất âm mà được em xả giá như này thì quá là tốt cho các bác rồi. Đấy, chỉ có 3 triệu một đôi thôi. Đây, hàng em bao zin nhá. Thôi cái này không phải mở đâu, vì cái này em mở rất nhiều, các bác yên tâm về chất âm của nó nhá. Em bao zin được các bác này. Hàng còn rất đẹp như này. Bác nào chốt thì nhanh tay cho em nhá. Giá chỉ có 3 triệu một đôi. 3 triệu một đôi nó quá rẻ đâu, một đôi hàng bãi như này. Còn các bác tí em cho các bác test cái chất âm của nó, các bác nghe được cái chất lượng của nó. Đấy, rất tiếc là số lượng nó không có nhiều, nên là có hai đôi này thôi. Đấy, hàng của bác nhìn rất đẹp. Con này bác chơi gia đình không phải nghĩ, con này các bác ghép âm đi khoảng tầm 8 sò trở lên đánh thoải mái nhá. Cơm đi khoảng 8 sò trở lên là cứ đánh thoải mái, đánh vào đẩy âm đi 8 sò trở lên là thoải mái. Rồi các bác đang theo dõi video này thì hãy để lại cho xin nút like và đăng ký kênh, đăng ký nút kênh, kênh đăng ký màu đỏ ở dưới nhá, để luôn cập nhật sản phẩm mới nhất của bên em. Rồi bây giờ sẽ test cho các bác từng đôi loa một. Em sẽ test cái đôi loa Audio Flan trước nhá. Em sẽ test cho các bác nghe chất âm của Audio Flan. Còn hai đôi này chất âm là như nhau, em đã test rồi. Em sẽ test Audio Flan trước, các bác nghe chất âm nhá. Mới là người trai hiên ngang, có yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng. Mới là người trai hiên ngang. Thank you.
nẻo, tôi lê gót chân đầu đã test được các nghe chất âm của loa Auroflan ở dưới rồi. Bạn thấy chưa? 3 triệu thôi nhưng mà em khẳng định các bác chất âm của nó rất hay. Đây là giá xanh lý thôi chứ còn giá gốc của nó thì đắt hơn rất nhiều luôn. Vì đây nó là hàng chính hãng, em sẽ test đôi loa Auroking cho bác nghe nhá. Lại cho Siuna nhá, em sẽ test đôi loa Auroking nhá. Vẫn chưa về vì anh thương áo nhà nẻo, tôi lê gót chân độc hành từng đêm nghe hoang phu. Tôi đợi trên năm ngón hao gầy, khói thuốc đen tay vàng ngược xuôi tâm tư mênh mang. Chiều lại chiều qua trên phố thì xa bao lấp bạn bè còn đắm xa hoa, trả lời thư sinh chốn kinh thành, mình quên cá nhân tình từ đây tướng áo nhà bình. Đêm nghe đàn thu phù say, say chân mòn gai. Lòng nghe thương nhớ nhân tình mà anh vẫn chưa về vì anh thương áo nhà bình. Chợt lòng nghe thương nhớ nhân tình mà anh vẫn chưa về vì anh thương áo nhà bình. Âm của hai đôi loa đưa ra rồi, và nó rất là hay luôn. Đấy, giá xả sốc cho các bác chỉ còn 3 triệu một đôi. Mọi chi tiết mua hàng có số điện thoại 0916957808. Và xin chào toàn thể các bác nhé. Hẹn các bác ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bác đã xem video.